Thông tin tiểu sử ca sĩ Trà My Idol Trà My Idol sinh ngày 11 tháng 10 năm 1989 tại thành phố Hà Nội. Trà My Idol tên thật là Nguyễn Trà My, trưởng thành từ cuộc thi Việt Nam Idol 2008, ca sĩ Trà My được. Khán giả biết đến đầu tiên như một chân dài may mắn mới của nhạc sĩ Đào Hoa Hà Dũng dưới. Bàn tay dịu dắt của Hà Dũng, Trà My xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh một cô ca sĩ gợi cảm, quyến rũ và sang trọng và ra mắt báo chí với những kế hoạch mà với một ca sĩ trẻ, đó quả thật là một giấc mơ. Năm 2014, Trà My Idol lập gia đình với một đại gia Tô Văn Đức và cuối năm gia đình nhỏ của cô đón một cậu con trai ngộ nghĩnh và đáng yêu Gia Huy, cuộc sống của ca sĩ Trà My từ ngày kết hôn đến nay đều rất bình yên, cô chọn cách rời xa làng giải trí để toàn tâm vun vén cho. Tổ ấm gia đình của mình, hiện tại Trà My cũng đang chuẩn bị xuất hiện trở lại, vào làng giải trí. Hứa hẹn nhiều sản phẩm âm nhạc mới, các album của trà Mi Idol, chuyện ngày hôm qua trà. Mi Idol nồng nàn Hà Nội trà Mi Idol hãy nói anh yêu em trà Mi Idol trà Mi Vol 2. Trà Mi Idol các ca khúc ghi lại dấu ấn của trà Mi Idol, cần lắm trà Mi Idol, Hoàng Rapper ngày anh không đến trà mi idol ở ừ thôi mình chia tay trà mi idol nỗi nhớ trong em trà mi idol chuyện ngày hôm qua trà mi idol không đổi thay trà mi idol hãy xóa đi trà mi idol sẽ không bao giờ yêu trà mi idol nồng nàn hà nội trà mi idol hãy nói anh yêu em trà mi idol dù anh vẫn biết trà mi idol anh đâu có hay chà mi idol không quay trở lại chà mi idol tóc ngắn chà mi idol muộn màng chà mi idol tình nơi nào chà mi idol lặng lẽ chà mi idol có phải em mùa thu hà nội chà mi idol chuyện chà mi idol thôi về đi chà mi idol nhé anh chà mi idol mãi mong chờ chà mi idol